Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và có bài phát biểu chỉ đạo. Với tinh thần lao động khoa học nghiêm túc khách quan và nhiệt huyết, các đại biểu đã đi sâu phân tích, làm sáng tỏ hơn bài học kinh nghiệm lịch sử, các quan điểm cơ bản của học thuyết Mark Lenin về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa trong sự nghiệp cách mạng hiện nay phân tích đánh giá khách quan bối cảnh của thời đại, thời cuộc để khẳng định giá trị khoa học, giá trị thời sự của kế sách, bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy và đề xuất các giải pháp xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phân đấu năm 2030, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt là nhấn mạnh đến vai trò nòng cốt của quân đội nhân dân Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Quân đội phải luôn sẵn sàng và chủ động bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước trên đất liền, vùng trời, không gian mạng, biển đảo của Tổ quốc. Trong bối cảnh thời cuộc phức tạp hiện nay, càng phải tranh thủ thời gian để xây dựng quân đội hùng mạnh, tinh nhuệ, thiện chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Kết quả hội thảo có phần cung cấp những luận cứ khoa học để tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ chiến lược bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa, đồng thời góp phần mở ra những hướng mới trong nghiên cứu khoa học vận dụng vào công tác giáo dục đào tạo trong các nhà trường và các trung tâm nghiên cứu khoa học. Đối với trường sĩ quan chính trị, đây là dịp để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên của nhà trường được tiếp cận, tiếp thu, lĩnh hội và vận dụng các nội dung kết quả của hội thảo vào giảng dạy nghiên cứu học tập, đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của nhà trường. Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu sau hội thảo ban tổ chức tập hợp đầy đủ các kiến nghị trên cơ sở đó đề xuất tham mưu với đảng nhà nước quân đội trực tiếp là quân ủy trung ương bộ quốc phòng đảng ủy công an trung ương những chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của đảng về bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy đề nghị các ban bộ ngành trung ương và địa phương thường xuyên phối hợp quan tâm giúp đỡ các cơ quan đơn vị trong quân đội và công an để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ và toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đối với các cơ quan đơn vị quân đội, đặc biệt là các cơ quan chức năng cần tham khảo những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, giải pháp sáng tạo đã được trình bày trong các tham luận khoa học để vận dụng và thực tiễn xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị.